tiên á là em hỏi Ngô Tuấn Kiệt nè, điều gì mà khiến cho anh bỏ rất nhiều công sức, tiền của, tâm trí để quyết định dành tất cả những điều đó cho các đệ tử của anh? Tại vì trong kinh Phật á, phải nói là có duyên nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mình mới gặp nhau. Ngoài đó mua 8-9 tỷ người đâu phải dễ đâu gặp nhau. Mình biết cái đường đi về trời là đường nào, mình không thể nở để cho những cái người thân của mình tiền kiếp. Kiếp này gặp nhau cũng đã là người thân rồi, thì không có để lần mật trong cõi đời khổ. Nó ta bà bởi khổ thì hơi khó hiểu không? Cuộc đời không ai nó sướng lắm. Ai mà ngon giơ tay con nói tôi sướng đi, người đó mới là anh hùng. Chưa ai dám xưng tay mình nói sống cuộc đời là sung sướng. Cuộc đời không có gì là sướng. Cuộc đời là trẻ không phải trải nghiệm để học hỏi. Khổ mới học, làm bài thi thấy khó. Thì hết yêu, thiếu tiền, để con hư, để má ba một cõi u. Khổ là bài học dở lòng của chúng ta. Chúng ta phải đưa nó mà leo lên. Có nhiều người thấy khổ còn chút buồn, đó là hèn yếu. Thế là người nào chịu khổ được, người đó thành đại. Nghĩa là tôi nói là anh thấy tất cả những người là đại chúng, những người đệ tử này sống cuộc sống quá đau khổ và nhiều thứ, thì anh muốn như là một cái người chỉ dẫn, một người hướng dẫn, hay là một cái bản đồ để chúng ta biết đúng đường mà chúng ta đi, đúng không thưa anh? GPS. Dạ, GPS đó. Dạ, mình là Google. Dạ, mình là Google. Google. Câu hỏi thứ hai, em ngồi soạn liền tại chỗ. Thưa với anh là những người được gọi là những người đệ tử của anh hay là những người con trời thì khác gì so với những người thường khác? Thưa anh, thứ nhất, tất cả mọi người chưa từng thấy vào cho những vị thầy Tây Tạng lỗi lạc tu từ nhỏ trong hang đá 30-40 năm, chỉ 3 dòng hào quang, chỉ có 7 dòng hào quang hiện giờ nè. Người nào gần kia cả nửa ngày không ăn cũng cảm thấy không đói bụng và cảm thấy được cảm mến. Đó là cái khác thứ nhất. Thứ hai, cái bàn tay kia đó là chỉ bệnh được ung thư, bệnh gì đây, thuốc người chỉ bệnh để tay là hết. Đây rất là nhiều người làm chứng, không ai nói là không có ở trên mạng thì được. Thì hai cái rất là khác. Tại vì mang thân người nhưng mà kiểu không phải là con người. Chỉ có nửa người là thiệt, còn nửa người nó là khác. Cái thứ ba, người thường không có thể nói chuyện được với thần thánh. Chuyện nói chuyện được với thần thánh, nói chuyện được với chư Phật, Thượng Đế, Mẹ Maria, tất cả những gì nào thì nói hết. Ông Peter của 12 người con Chúa, ô kiện nói chuyện ổng thường xuyên. Nhưng mà có thể là không tin thôi. Nhưng mà cái đặc biệt của chuyện là từ nhỏ mới sinh ra đó, là chị nhìn thấy trong bầu trời á, nhiều người đi lắm mà mắt thường lại sốc không ai biết. Nên từ nhỏ sinh ra là đã khác từ người ta rồi. Thì có những cái đó. Và đồng thời chị biết trước được, không phải là chỉ là chuyện phong thủy, mà chị biết trước được cái cơ vận của cái quả địa cầu, những nguyên thủ quốc gia. Chị biết được 100 không lên, coi lại clip cổ đây. Chị biết được bà Hà Phương Hằng xế vô tù, chị kêu bà đừng nói, không thôi bà hát rồi bị bắt đi chen. Và đồng thời bây giờ bị bắt chị nói, chị chào tôi về tôi mới thả bà ra, nếu không bà ông núi. Tới ngày hôm nào bà chưa được thả. Thế nên những cái chuyện không ai thể nói được, mà nói chung. Chào bác ai cho cả nhà. Đó là nếu là thằng đệ tử của anh Ngô Tuấn Kiệt thì chúng ta sẽ có được những cái điều mà người thường khác không có được. Và chúng ta được tiếp cận được những cái nguồn năng lượng mà anh ấy có thể giúp chúng ta trong vấn đề. Thứ nhất là về cái sức khỏe chúng ta. Thứ hai là những cái thứ mà chúng ta đã tiên đoán được để chúng ta không có phải sai phạm trong cuộc sống của mình. Câu hỏi thứ ba hỏi liền. Như vậy là đến thời điểm bây giờ chúng ta đang ở đây, những ngày cuối cùng của tháng 3 và trời ngoài đang mưa, thì quan niệm của chúng ta luôn tìm đến hai chữ là hạnh phúc. Với anh, hạnh phúc lớn nhất hiện bây giờ chúng ta đang ở đây và quý vị đang coi chúng ta, đó là gì thưa anh? Đó là 6 triệu người Việt của mình ở hải ngoại khắp năm châu sẽ ồ ạt đi về nước Việt Nam trong vòng cuối năm nay. Ở đây cuối năm. Dạ, cái đó là vẫn là thiên cơ bất khả lộ đúng không? Dạ, lộ rồi đó.